mùng 1 cầu trời, mùng 10 số đỏ gấp đôi, tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, chúng lớn liên tiếp, giàu ngất ngưỡng trong tháng 6 âm lịch 2024. Thưa quý mệnh chủ tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 thân mến, có một câu nói quen thuộc rằng trời không bắt cá phải bay, cũng không bắt chim phải bơi lội, nên kiếp thử thách được đặt ra trong mệnh số của Giáp Tý sẽ luôn nằm trong khả năng mà bản thân Giáp Tý có thể giải quyết. Dĩ nhiên, phải dốc sức, dốc lòng, dốc tâm, dốc trí. Sau cái đoạn phi thường này, 84 sẽ không còn đơn thuần như trước. Con người ta học từ nỗi đau nhanh hơn sự sung sướng, học từ núi tiếc nhanh hơn bất kỳ lời dạy dỗ ân cần từ phía ai. Nên sự học trong cái đoạn phi thường này sẽ được chuyển hóa thành kiến thức, dựng lại nhiều phần cá tính trong con người Giáp Tý. Sau đó, với con người mới, với tâm thức mới, Giáp Tý sẽ bắt đầu một cuộc đời hoàn toàn khác biệt với những gì Giáp Tý từng nung nấu theo đuổi. Thưa quý mệnh chủ Giáp Tý, chúng tôi biết chúng tôi không phải thần thánh, không cho anh chị được vàng bạc tài lộc giàu sang, nhưng chúng tôi có thể luận giải những việc sẽ xảy ra trong tháng 6 âm lịch để giúp quý anh chị cải vận thay mệnh, xóa đi phiền muộn và giành lấy sự giàu có từ chính đôi bàn tay mình. Nếu nghe được đến dòng này, mời quý anh chị đăng ký kênh để ra tín hiệu cho Minh Đường Tử Vi rằng anh chị vẫn còn hiện diện ở đây nhé. Vâng, quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ với quý vị về tử vi tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 trong tháng 6 âm lịch năm Giáp Thìn 2024 để giúp cho quý vị đón lành, lánh dữ, có được một tháng nhiều may mắn, vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Kính thưa quý vị, quý vị có biết rằng may mắn hay xui xẻo, giàu sang hay nghèo khổ đều là do cái số và phúc phận của mỗi người mà nên. Nhưng trước khi chúng xuất hiện thì đều có một điềm báo nhắc nhở bản thân chúng ta. Vì thế mà có nhiều người biết được điều này, họ đã nắm bắt được thời cơ, giải hung hóa cát nên họ đã phát tài và trở nên giàu có, nắm trong tay gia tài bạc tỷ chỉ trong một thời gian rất ngắn. Nhất là khả năng trúng số độc đắc, chúng thường cũng sẽ rất cao. Và tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 được các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông đã dày công nghiên cứu dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao và sự biến chuyển của thiên can, địa chi, ngũ hành của bản mệnh chỉ ra rằng đúng tháng 6 âm lịch, năm Giáp Thìn tới đây sẽ có những dấu hiệu may mắn. Những người tuổi Giáp Tý hữu duyên xem được video này nên tận dụng để nắm bắt được thời cơ, giải hung hóa cát mà chuyển thời, đổi vận, cải biến vận mệnh, đi tới cuộc sống an bình, thịnh vượng, giàu sang, phú quý nhé. Vậy vận trình cụ thể ra sao? Ngay sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi. Trước khi đi vào phần luận giải tử vi chi tiết, ta hãy cùng ngẫm lại về vận mệnh, cuộc đời và đôi nét trong tính cách riêng của những người sinh năm 1984, tuổi Giáp Tý. Người sinh năm 1984, tuổi Giáp Tý, mang mệnh kim, hải trung kim, vàng trong biển. Những người tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 có mệnh kim, có tính nhẫn nại và ôn hòa. Thuở nhỏ, những người tuổi Giáp Tý có cuộc sống nhiều đau buồn, cuộc đời may mắn thì ít mà rủi ro thì nhiều. Vào năm 44 tuổi thì cuộc sống của họ bắt đầu thay đổi mạnh mẽ hơn, khoảng thời gian cực kỳ xấu và không được tròn đẹp, đó chính là ở tuổi 43, chính bởi vậy nên cần dè dặt và cẩn thận hơn. Tuổi Giáp Tý sở hữu con đường công danh chỉ ở mức trung bình và để lên đến đỉnh cao của danh vọng thì khó mà đạt được, nếu lên được cũng chỉ duy trì trong thời gian ngắn, về cơ bản sẽ không vững chắc. Có nhiều cơ hội để phát triển mạnh mẽ, mặc dù con đường công danh không sáng tỏ, họ sẽ ít bị trở ngại về vấn đề gia cảnh nếu họ sáng suốt và biết nhận định cuộc đời, được nhiều người mến thương và con số trùng phùng không đến nỗi phải bận tâm. Năng lượng hoàn thành sự nghiệp của tuổi Giáp Tý có từ rất sớm, tuy nhiên có khi lại bị sụp đổ bất ngờ, khó mà bền vững, nhưng ít ra cũng đạt được nhiều kết quả mong muốn, không lâm vào cảnh nghèo túng như nhiều người khác. Sự nghiệp của họ vững chắc hơn khi bước qua năm 44 tuổi. Tuy nhiên, năm 43 tuổi thì còn phải chịu đựng muôn vàn khó khăn. Sự nghiệp của họ cũng liên quan đến vấn đề tiền tài khá nhiều, tiền bạc cũng lúc lên lúc xuống khá thăng trầm. Tuy nhiên, sự nghiệp lẫn tiền tài họ có được như ngày nay là nhờ vào sự sáng trí của họ mà ra. Mọi vật chất trong vũ trụ đều được quy thành ngũ hành, gồm năm mệnh: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Vậy theo ngũ hành thì người sinh năm 1984 mệnh gì? Mệnh của người tuổi Giáp Tý là mệnh kim. Cụ thể,
Ý nghĩa của mệnh kim chỉ mùa thu và sức mạnh tượng trưng cho vật dẫn và kim loại, tính cách cương quyết và độc lập là tất cả những gì mà người mệnh kim sở hữu. Vì mục tiêu mình đặt ra, họ luôn dốc hết lòng hết sức. Tuy nhiên, bên trong họ có cái tôi quá cao, luôn tự tin thái quá vào bản thân, nên thường kém linh động, không thích nhận sự giúp đỡ từ người khác. Đó cũng chính là những nhược điểm họ cần khắc phục. Nữ mạng Giáp Tý thuộc mệnh kim trong ngũ hành, quý cô tuổi này sở hữu cuộc đời khá nhiều may mắn, việc gì họ làm ít khi thất bại và đa phần thành công, cuộc sống của họ sẽ càng ngày càng lên cao và không có chuyện đi xuống. Nhìn chung thì những người tuổi Giáp Tý là những người gặp nhiều may mắn trong cả cuộc đời và sự nghiệp. Ở thời kỳ trung vận và hậu vận, công danh của bạn sẽ đạt đỉnh cao trong cuộc đời, sự nghiệp của họ càng vững chắc và tốt đẹp, càng về sau cả tiền tài và tình cảm vượng phát, cuộc sống an nhàn. Bắt đầu từ năm 30 tuổi, vận tình duyên của những nữ nhân tuổi Giáp Tý sinh vào tháng 1, 2, 5, 9, 10 và 11 âm lịch thì khá là lận đận, thường sẽ có hai lần thay đổi. Đặc biệt, đường tình duyên có thể sẽ phải thay đổi 3 lần đối với người sinh vào tháng giêng. Những nữ tuổi Giáp Tý sẽ được hưởng một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc trọn vẹn, không có bất cứ biến đổi nào nếu họ sinh vào tháng 3, 4, 7, 8 là 12 âm lịch. Giáp Tý nam là những người có mình cơ cực từ nhỏ, sống một cuộc sống khó khăn. Bởi vậy, họ ý thức được ước mơ, hoài bão và những dự định trong cuộc đời mình khi lớn lên. Những người này có ý chí kiên cường, bất khuất, bất luận khó khăn, gian khổ như thế nào, họ cũng không từ nan mà cố gắng vượt qua. Nguồn động lực lớn lao của họ chính là từ gia đình, đó là nơi giúp họ vững bước tiến tới thành công, vì một tương lai tốt đẹp hơn sau này. Giáp Tý không bao giờ rơi vào cảnh thiếu thốn, khổ cực. Tuy trong cuộc sống, đôi lúc có nhiều khó khăn và gian nan cản trở họ, họ là những người sống cuồng nhiệt, hết mình, sở hữu sự tích cực trong công việc và lúc nào cũng vui vẻ, lạc quan, sống một cuộc đời vô tư, vô lo. Chính vì thế, bạn sẽ thấy những người này trẻ rất lâu, tình yêu của những người Giáp Tý đến khá muộn vì bản thân họ mải mê trong công việc tìm kiếm địa vị và danh vọng. Tình yêu của những Giáp Tý phải được xây dựng trên mối quan hệ gắn bó lâu dài trước đó, bởi họ hiếm khi rung động, cảm nắng với người mới gặp gỡ. Những người này luôn cần sự quan tâm, thấu hiểu của đối phương trong tình yêu, họ là người rất chân thành và trung thủy. Mặc dù có lúc họ rất bận rộn trong công việc, ít dành thời gian quan tâm đến người mình yêu thương. Khi Giáp Tý bước vào độ tuổi trưởng thành, thì đường công danh càng sáng tỏ rộng mở, có nhiều triển vọng. Tuy nhiên, nam mệnh tuổi này thành công thường chỉ đến trong phút chốc, chưa thành công được bao lâu thì khó khăn trắc trở đã xảy đến. Người tuổi Giáp Tý chỉ khi nào họ đạt đến ngưỡng ngoài 40 kéo về sau, thì mới có thể gặp được nhiều cơ hội tốt để phát triển bản thân mình. Nếu có khó khăn trục trặc trong cuộc sống, thì được quý nhân phù trợ, giúp đỡ. Giáp Tý chi tiêu tiền bạc khá bừa bãi, không khoa học, mặc dù là những người biết kiếm tiền, cũng chính vì điều này mà họ lâm vào cảnh thiếu hụt, phải vay mượn nợ. Ban đầu, đường công danh sự nghiệp của Giáp Tý sẽ có nhiều thăng trầm, về sau mới có thể phát triển ổn định. Và sau đây là tổng quan vận trình tháng 6 âm lịch năm 2024 của người tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984. Sang tháng 6 âm lịch, người tuổi Giáp Tý lâm đất đế vượng, công việc tiến triển khá muộn, thuận lợi, được quý nhân giúp sức, có thể gặt hái không ít thành quả tốt đẹp. Tử vi tháng tuổi Giáp Tý cho biết, phương diện tài lộc có nhiều điểm sáng, thứ tài khởi phát mạnh mẽ, tạo thời cơ tốt cho những người làm trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán, đầu tư. Nhân cơ hội tốt, đẩy mạnh kinh doanh, hứa hẹn thu nhập tăng cao, có điều, dấu hiệu bị lừa đảo mất cắp, mất trộm tiền của, đồ quý giá trong tháng rõ rệt. Tuổi Giáp Tý nên quản lý túi tiền của mình thật chặt, được nguyệt lệnh nâng bước đào hoa, nhân duyên trong tháng 6 âm lịch của Giáp Tý cực vượng. Người độc thân sớm tìm được đối tượng tâm đầu ý hợp, các cặp đôi tính chuyện hôn nhân đại sự, vận đào hoa của người độc thân vượng phát, đa phần đều là đào hoa lành, thúc vượng nhân duyên, bản mệnh dễ gặp được người tâm đầu ý hợp, thậm chí tình cảm phát triển tốt đẹp tới mức có thể tính tới chuyện hôn nhân đại sự. Các cặp vợ chồng có dịp hóa giải mâu thuẫn, hâm nóng tình cảm bằng sự quan tâm, chăm sóc tỉ mỉ, hay một vài chuyến đi du lịch xa. Sức khỏe tuổi Giáp Tý ổn định, hầu như không bị bệnh tật nghiêm trọng, có điều lưu ý ảnh hưởng của thiên cầu hung tinh, có thể gây ra thương tật tay chân, bất ngờ do té ngã hoặc va chạm xe cộ. Chi tiết các phương diện cuộc sống như sau. Về mặt sự nghiệp, tháng này, bản mệnh dồn hết tâm sức cho sự nghiệp của mình,
Tuy nhiên, nếu đặt công việc lên trên tình cảm và sức khỏe là điều không nên đâu, con giáp tuổi Giáp Tý nhé. Nếu có thể, nên tìm giải pháp cân bằng hơn bằng việc lên kế hoạch, xác định thời gian cho từng việc. Đây cũng là thời điểm thích hợp để bạn bày tỏ quan điểm cá nhân đối với đồng nghiệp trong công việc. Điều này sẽ mang lại những kết quả bất ngờ. Tam hội còn mang tới những cơ hội hợp tác thành công để bạn mệnh cảm thấy tự tin hơn trong việc ký kết và cùng làm ăn với những người phù hợp, có chung mục tiêu và ý tưởng. Không chỉ có thế, việc tham gia một vài hoạt động ngoài trời sẽ giúp bạn lấy lại năng lượng. Biết đâu bạn sẽ nhận ra sức mạnh tiềm ẩn bấy lâu của mình. Trong công việc chuyên môn, bạn sẽ nhận được thử thách mới khá thú vị. Một người đồng hành mới sẽ thắp sáng tâm trạng u ám của bạn ở thời điểm này. May mắn là tư duy của bạn cởi mở, nên bạn sẵn sàng lắng nghe, cân nhắc thêm, chứ không cố tình gạt đi nhanh chóng. Về mặt tài lộc, tử vi tháng 6 của 12 con giáp âm lịch, lúc này tuổi Giáp Tý sẽ dành phần lớn thời gian để lên kế hoạch chi tiết cho những dự án cá nhân và kế hoạch quản lý tài chính. Bạn sẽ cần phải hạn chế nhu cầu mua sắm các xa xỉ phẩm, vì đây là lúc các khoản tiết kiệm và đầu tư nên được ưu tiên. Bên cạnh đó, một vài cơ hội kiếm tiền sẽ đến, vậy nên đừng cho đi tài năng của mình một cách miễn phí. Những gì bạn nổi trội cũng đều có thể kiếm tiền, đừng xem đó là chuyện đương nhiên con giáp tuổi Giáp Tý nhé. Thực thần ghé thăm, mang lại cho bạn những buổi gặp gỡ ra tiền, cho dù đang ngồi ăn, cũng nghĩ ra những ý tưởng hay ho để thực hiện. Những người bạn cũng có thể là bạn làm ăn trong tương lai, nếu hai người cùng chung chí hướng. Về mặt tình cảm, gia đạo, tử vi tháng 6 tuổi Giáp Tý âm lịch cho thấy, tháng này việc quản lý cảm xúc được xem là một trong những ưu tiên hàng đầu của bản mệnh. Trong trường hợp nếu phải bộc lộ cảm xúc của mình, bạn hãy cân nhắc và thật cẩn trọng. Tháng mới có dấu hiệu có lộc con cái, có lợi ích cho sự sinh nở. Nếu ai đang có kế hoạch bầu bí, thì đây là thời điểm cực kỳ lý tưởng. Những lúc hai người xảy ra tranh cãi nho nhỏ, thì bạn cũng nên dành thời gian để suy ngẫm lại những mong muốn của mình trong mối quan hệ tình cảm hiện tại. Điều gì khiến bạn trăn trở, hãy nhớ rằng bạn không nhất thiết phải tỏ ra quá mạnh mẽ. Việc chia sẻ suy nghĩ cùng đối phương sẽ giúp cả hai thấu hiểu và đồng cảm cùng nhau hơn rất nhiều. Về mặt sức khỏe của bản mệnh tháng này không thực sự như ý. Thời điểm dễ bị ho khan, khô mũi, khô da, bạn nên thường xuyên bổ sung nước đủ cho cơ thể, đừng đợi khát mới uống. Ngoài ra, thời tiết này rất cần cấp ẩm cho da, nên thường xuyên sử dụng giữ ẩm cho cả mặt và cơ thể. Đừng quên chống nắng cho dù có những ngày râm mát, khiến bạn chủ quan, nghĩ rằng không cần thiết. Có dấu hiệu của làm việc quá sức, vì khi bạn tập trung, dường như bạn không thể nào dứt ra khỏi công việc được. Hãy cho bản thân được nghỉ ngơi phù hợp để tái tạo năng lượng, đừng để kiệt sức bạn nhé. Nhị hắc nhập cung Đông Nam, nhắc nhở người mệnh này cần chăm sóc sức khỏe nhiều hơn. Điềm báo phong thủy hàng ngày cho thấy, sức khỏe của mệnh chủ không được tốt cho lắm, có thể sẽ mắc bệnh liên quan đến đường hô hấp. Và sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tuần và cẩm nang vượng vận dành riêng cho tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984, trong tháng 6 âm lịch năm 2024. Tử vi tuần 1, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 6 âm lịch. Công việc trên đà phát triển thuận lợi, xuất hiện đối tác mới, tiềm năng kinh tế vững mạnh, mang tới cơ hội tài chính béo bở cho bạn mệnh. Bạn cùng với đồng nghiệp bỗng trở nên gắn bó, đoàn kết với nhau, cùng nhau xây dựng tập thể vững mạnh để tạo ra những giá trị lớn về cả tiền bạc và tinh thần. Trong tuần, rất có thể bạn sẽ nhận được lời mời tham dự buổi họp hay hội nghị cấp cao nào đó. Đây là dịp tốt để bạn mở rộng các mối quan hệ, tạo nền tảng cho bước đường thăng tiến về sau này. Về cơ bản, thì đường tài lộc của con giáp này khá vượng, nhất là về khoảng thời gian cuối tuần, cả chính tài và thiên tài đều xuất hiện. Có lẽ, đây chính là thời điểm bội thu của người tuổi Giáp Tý, tiền bạc về nhà ào ào. Con giáp này cần phải có kế hoạch tài chính rõ ràng, xác định rõ mục tiêu và tiêu chí sử dụng tiền bạc, tránh để những lúc vung tay quá chán, làm tiền bạc tiêu tan. Công việc tuy còn không ít cát khí, được nhiều quý nhân giúp đỡ, nhưng vẫn không tránh khỏi sự công kích của tiểu nhân thương quan. Có điều, nhờ sự nỗ lực và may mắn của bản mệnh, nên điểm xấu cũng được giảm nhẹ đi rất nhiều, giúp bạn dễ thở hơn trong mối quan hệ nơi công sở. Người kinh doanh, buôn bán, có một tuần tất bật, mua may bán đắt, doanh thu cán mốc bất ngờ. Tuy nhiên,
cần cẩn trọng khi hợp tác với người tuổi Dậu và Mùi để không xảy ra sự cố đáng tiếc. Xem tử vi tuần, vận trình của người tuổi Giáp Tý có sự khởi sắc mạnh mẽ. Về phương diện tình cảm, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu gây bao sóng gió trong gia đình sẽ được xử lý ổn thỏa. Dù ở vai trò nào đi nữa, nếu bạn chủ động nhượng bộ, mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân, Ngọ, Mão. Tiểu nhân, Hợi, Tỵ. Màu sắc may mắn, tím, hồng. Con số phát tài, 89-23-67. Tử vi tuần 2, từ ngày mùng 8 đến ngày 15 tháng 6 âm lịch. Vận trình, công việc chuyển biến tích cực. Những ai còn chưa xác định được định hướng rõ ràng trong sự nghiệp thì tuần này là cơ hội tốt để bạn dành thời gian suy xét về vấn đề này. Thiên quý cát tinh khai thông đầu óc, giúp bạn nhanh chóng xác định được mục tiêu dài hạn trong tương lai. Với chủ doanh nghiệp, người kinh doanh, buôn bán, cần tận dụng sức mạnh hỗ trợ từ cát tinh thiên vượng để nhờ quý nhân tới giải quyết những khó khăn, vấn đề nan giải mà công ty đang gặp phải. Đồng thời cẩn thận đề phòng kẻ tiểu nhân hãm hại, nhất là những người tuổi Dần hoặc Tỵ. Đường tài lộc của con giáp này thì khá hơn nhiều, nhờ có quý nhân giải thần xuất hiện, trừ hung, diệt ách, giúp cho bản mệnh phát huy hết khả năng của mình, cũng tạo thêm nhiều cơ hội để bản mệnh kiếm thêm thu nhập, cả nguồn thu chính và nguồn thu phụ đều tăng tiến. Nhìn chung, vận trình tuần mới của người tuổi Giáp Tý bình ổn, chưa có nhiều sự đột phá bất ngờ, được thiên quý và thiên vượng cát tinh bao bọc, tình cảm lứa đôi phát triển thuận lợi, gia đình trong ấm ngoài êm, không hề xảy ra sóng gió lớn. Nếu có cũng chỉ là đôi ba câu tranh cãi, nhưng đâu lại vào đó, mọi thành viên trong nhà vẫn có sự gắn kết bền chặt với nhau. Bản mệnh nên nhớ, kiếm tiền quan trọng thật đấy, nhưng tình cảm gia đình còn quan trọng hơn. Bởi vậy, trong tuần bạn nên dành nhiều thời gian quan tâm tới họ hơn nữa, có thể sắp xếp một chuyến dã ngoại vào cuối tuần để thay đổi không khí cho cả nhà. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân, Mùi, Dậu. Tiểu nhân, Thân, Hợi. Màu sắc may mắn, tím, trắng. Con số phát tài, 89-45-22. Tử vi tuần 3, từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 6 âm lịch. Vận trình công việc hanh thông, bạn gặp được quý nhân giúp đỡ, các mối quan hệ xã giao hài hòa, được thiên quý cát tinh chiếu, mang người có quyền thế tới giúp, bạn gặt hái được không ít thành công lớn, trong tuần cứ nỗ lực đi ắt, có lúc gặt hái thành quả. Đặc biệt, vận trình tài lộc tăng tiến không ngừng là điểm sáng trong tuần của người tuổi Giáp Tý. Cả chính tài và thiên tài đều rất hiền, là điểm báo cho thấy tiền bạc đang ùn đổ về túi bản mệnh. Cơ may tài lộc đã đến, hãy cố gắng hết sức mình, nắm lấy vận may mà không phải ai cũng có điều này. Người làm công ăn lương cũng có thêm nhiều nguồn thu, đặc biệt là nguồn thu chính tăng lên. Khi được chính tài dẫn đường, công sức bạn bỏ ra không hề nhỏ. Mọi chuyện đều tự lực, tự cường, có ý thức và trách nhiệm trong công việc nên được đánh giá cao. Trong tuần, có sao Dịch Mã chiếu mệnh, người tuổi Giáp Tý có khả năng phải đi công tác hoặc phải đi lại nhiều vì lý do công việc trong thời điểm này. Bồn ba vất vả ngược xuôi, nhưng chưa chắc đã được như ý, bởi tiểu nhân thiên quan vẫn đang án ngữ giữa vận trình sự nghiệp, gây nhiều khó khăn và cản trở cho bạn mệnh. Bách Việt chủ mệnh đào hoa, báo hiệu đường tình duyên của bản mệnh khởi phát rõ ràng. Với những người đã có gia đình, tình cảm càng ngày càng thêm gắn kết, thời gian trôi qua, không khiến cho tình yêu phai màu, mà càng thêm rực rỡ hơn. Những kỷ niệm êm đềm trôi theo năm tháng, đôi lứa bên nhau chẳng gì có thể chia cách. Cẩm nang vượng, vận. Quý nhân, Sửu, Dần. Tiểu nhân, Tuất, Tỵ. Màu sắc may mắn, xám vàng. Con số phát tài, 78-56-08. Tử vi tuần 4, từ ngày 23 đến hết tháng 6 âm lịch. Xem tử vi tuần mới, vận trình của người tuổi Giáp Tý có phần khởi sắc hơn so với tuần trước. Tuy nhiên, chỉ số hung vận và cát vận đan xen, báo hiệu một tuần có thăng có trầm, có vui, có buồn, cần giữ tâm thái bình tĩnh trong mọi tình huống để không lạc quá sinh bi và ngược lại. Công việc trong những ngày đầu tuần không nhiều, càng về cuối tuần, lượng công việc gia tăng, kèm theo đó là áp lực tinh thần. Tuổi Giáp Tý có thông minh lanh lợi đến đâu đi nữa, nhưng nếu làm việc độc lập, tách rời tập thể, không được tập thể ủng hộ thì cũng khó mà thành công được. Giai đoạn này, bản mệnh nên dành nhiều thời gian để thiết lập, xây dựng các mối quan hệ xã giao hữu hảo. Khi các mối quan hệ hài hòa, bản mệnh không phải mất nhiều công sức giải quyết chuyện không đâu.
nên nhớ rằng đã đến cơ quan nên tập trung làm việc, không có thời gian để tranh đấu cho những chuyện lặt vặt. Có như vậy, bạn mới toàn tâm toàn ý làm việc và đạt hiệu quả cao. Tình hình tài chính khá ổn, không có biến động quá lớn. Người làm công ăn lương, vẫn mức thu nhập đó, có thêm chút hoa hồng hoặc thưởng, nhưng không đáng kể, có thể tìm thêm nghề tay trái để tăng thu nhập. Người kinh doanh, buôn bán, có một tuần khá nhàn nhã, các đơn hàng về đều đều, cứ thong dong làm, không đi đâu mà vội, càng nóng vội càng dễ hỏng chuyện. Lưu ý, sức ảnh hưởng của tiểu hao hung tinh không hề nhỏ, có tiền cần giữ cẩn thận, không nên đầu tư vào các hạng mục mạo hiểm, kẻo tiền một đi không trở lại. Vận trình tình cảm của người tuổi Giáp Tý trong tuần này, có thăng, có trầm, có những lúc tình yêu thăng hoa, nhưng cũng có khi trầm lắng, rất cần những lời chia sẻ, cử chỉ âu yếm dành cho nhau. Hôn nhân không phải là nấm mồ của tình yêu, khi cả hai biết trân trọng và chủ động tạo ra những khoảnh khắc lãng mạn. Cuối tuần là thời điểm lý tưởng để hai bạn dành thời gian bên nhau, có thể chia sẻ việc nhà, cùng nhau ra ngoài ăn tối, đi dã ngoại. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân, Mùi, Dậu, tiểu nhân, Thân, Hợi. Màu sắc may mắn, tím, trắng. Con số phát tài, 882304. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, Lão Tử nói họa mạc đại ư bất tri túc, cửu mạc đại ư dục đắc, không có cái họa nào lớn bằng không biết đủ, không có hại nào lớn bằng lòng tham muốn có được. Lòng tham, dục vọng của con người, như chiếc túi không có đáy, không biết đâu là giới hạn. Mà như vậy thì có bao giờ được thỏa mãn? Không thỏa mãn thì sao gọi là vui được? Nên gọi là vui trong cái khổ mà thôi. Đức Khổng Tử từng dạy, người quân tử có ba việc phòng ngừa. Lúc nhỏ khí huyết chưa sung túc, phải giữ gìn sắc dục. Khi đã trưởng thành, khí huyết thịnh vượng, phải phòng ngừa tính ham tranh đấu. Khi về già khí huyết suy nhược, cần tránh tính tự đắc, tham lam. Có câu thơ gửi thân phù du ở trong trời đất, cho thấy đời người ngắn ngủi, chúng ta cần phải quý trọng sinh mệnh. Mặc dù chúng ta không cách nào nắm giữ được chiều dài sinh mệnh, nhưng chúng ta có thể điều khiển tâm tính của mình, cố gắng làm cho con đường đi của bản thân rộng mở hơn. Có câu nói rằng, cuộc đời vốn không khổ, khổ ở dục vọng, lòng người vốn không mệt, mệt ở tranh đua, luôn mang tâm tình tốt, không ôm quá nhiều dục vọng, viển vông, luôn trân quý từng giây phút của hiện tại, không tranh đua với đời, là cách sống trí huệ nhất. Một đó hoa héo tàn, không làm mất cả mùa xuân, mặc dù gặp phải thất bại, cũng không được bỏ phế cả cuộc sống. Con người sống cả đời, đều là quá trình từ non nớt đến chín chắn. Từ ngây thơ đến biết nhìn sâu xa, cả sinh mệnh, chính là một sự tu hành, kiểm soát tốt tâm tình, trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân. Luôn trân trọng từng phút giây đáng giá trong cuộc sống, tâm tình không phải toàn bộ cuộc sống, lại có thể chi phối toàn bộ cuộc sống. Tâm tình tốt, việc gì cũng tốt, tâm tình không tốt, hết thảy đều rối loạn. Chúng ta thường không phải thất bại bởi người khác, mà là tâm tình không tốt, làm hạ thấp hình tượng và năng lực của mình. Cứ luôn so đo chính bản thân mình với người khác, nhọc thân tranh đua với đời, với người, làm nhiễu loạn suy nghĩ của mình, do đó thua là bởi chính mình. Kiểm soát tốt tâm tình, cuộc sống mới có thể luôn tốt lành, tâm thái tốt, nhào nặn nên tâm tình tốt tạo nên phiên bản xuất sắc nhất của con người bạn. Bị ngã rồi đừng khóc, lại đứng lên, cười một cái, vỗ vỗ bụi bặm, lại tiếp tục chạy, nhìn thẳng vào từng thất bại, thích ứng với từng bấp bênh trong cuộc sống, rút ra bài học sau mỗi lần thất bại, lợi dụng những hoàn cảnh khó khăn để trở nên lớn mạnh. Cố gắng cho mình một tâm tình tốt đẹp nhất, cân bằng hơi thở của mình, không nóng lòng đạt được thành công, dù có ngã lần nữa, đau hơn nữa, cũng có thể khiến ngày mai trở nên tốt đẹp hơn. Kỳ thực, mỗi người đều có số phận riêng của bản thân mình, hãy cố gắng trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân. Chỉ khi thực sự nỗ lực mới có thể gặt hái được trái ngọt. Phó suất càng nhiều thì sẽ đạt được càng nhiều. Đôi khi bạn thấy ngưỡng mộ những người xung quanh, nhưng để đạt được những thành quả đó thì phía sau họ là cả một câu chuyện về sự cố gắng, kiên trì và nỗ lực. Không nhập tâm, tranh đấu, hơn thua, hãy mở lòng và vui với niềm vui của người khác. Bạn sẽ thấy tâm mình rộng lớn hơn, vui vẻ và hạnh phúc hơn. Cuộc đời vốn không khổ, khổ ở dục vọng, lòng người vốn không mệt, mệt ở tranh đua. Đạo đức tình có câu, thịnh ái tất đại phí, đa tàng tất hậu phong, quá chấp ắt thống khổ, tham lam ắt diệt vong. Quá chấp trước vào một sự việc gì đó, cuối cùng sẽ phải trả giá đắt.
nỗi thống khổ của con người đều bắt nguồn từ lòng tham. Đừng để những chuyện phiền nhiễu bên ngoài xâm chiếm cái tâm mình. Đừng vì lòng tham mà ngăn trở con đường của người khác. Đường là để mọi người cùng đi, đi càng nhiều mới có thể càng khiến con đường dưới chân bình phẳng. Đừng vì dục vọng mà tranh giành những thứ mình không nên đắc, bởi lẽ đức không xứng vị thường sẽ mang đến tai ương. Sướng khổ trong đời người đều bắt nguồn từ cái tâm của chúng ta. Nếu muốn sống vui vẻ, trước tiên đừng khởi lòng tham, đừng động vọng niệm, mà muốn như vậy thì cần phải thông tỏ. Con người sống trên đời, điều khó nhất chính là hai chữ thông tỏ. Khi đã nghĩ thông tự nhiên sẽ mỉm cười, khi nhìn tỏ mới có thể buông tay. Những chuyện phiền não trên cõi hồng trần thế gian rất nhiều. Nếu không đối đãi bằng tâm bình thường, coi nhẹ, bạn sẽ luôn cảm thấy những phiền não này dính mắc trong tâm. Những người thực sự có tầm nhìn lớn, thường biết rõ mình muốn gì, họ sẽ tiến thẳng tới mục tiêu mà tâm không bị quấy nhiễu bởi lòng tham và dục vọng. Những người như vậy lại càng không bận lòng vì người xấu, chuyện dở, không vì được mất trong quá khứ mà lãng phí thời gian vào những chuyện vụn vặt. Làm người quý ở cảnh giới, không tham lam, không phiền lụy, có thể giải thoát khỏi những áp lực và phiền muộn. Nhờ vậy, con người mới có thể tập trung tinh thần làm những việc thực sự hữu ích. Sống yêu thương, chân thành, không tính toán, không vụ lợi, sẵn sàng chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn, rồi hạnh phúc sẽ mỉm cười với tôi, với bạn và với tất cả mọi người. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 6 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024 của tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.